Chào các bạn, hôm nay mình xin tóm tắt một bộ phim cực hay về ngày tận thế đã từng xảy ra, đó là trận Đại Hồng Thủy được ghi chép lại trong Kinh Thánh, và nhờ một người được báo mộng trước, đã đóng một con tàu khổng lồ chứa tất cả các loài sinh vật, từ đó tạo ra một thế giới mới sau này. Câu chuyện bắt đầu khi Thượng Đế tạo ra Adam và Eva, một con rắn đã xuất hiện và cám dỗ Eva ăn trái cấm, đồng thời Eva lại rủ Adam ăn trái cấm cùng mình. Sau khi Thượng Đế biết chuyện này thì vô cùng tức giận, đẩy hai người khỏi vườn địa đàng. Sau đó hai người sinh ra hai ba cậu con trai, nhưng người anh tên là Cain lại ganh tị với người em Abel, mà ra tay sát hại. Đây là tội phạm giết người đầu tiên trong lịch sử loài người. Vì chuyện này Thượng Đế nguyền rủa Cain mãi mãi lưu lạc, nhưng thời gian sau đám hậu duệ của Cain lại thừa hưởng hết tính khí tà ác của hắn ta, rồi nhanh chóng sinh sôi nở rộng, dẫn đến các sinh mệnh khác của trái đất gặp nguy hiểm, cho đến khi thế giới chỉ còn lại hậu duệ của người con thứ ba là sống tốt. Và người đó chính là Noe. Nhưng ngay từ thời Noe còn nhỏ, đám người dòng dõi của Cain đã đến đất nhà ông, rồi chém chết cha của Noe ngay trước mặt, khiến Noe phải bỏ chạy lưu lạc sang vùng đất khác. Nhiều năm sau Noe đã có vợ và hai người con. Bất chợt một hôm khi đang ngồi trên đất, một giọt nước rơi xuống ngay lập tức mọc lên một cành cây con. Buổi tối hôm đó Noe nằm mơ thấy bản thân mình bị đuối nước, nước khắp nơi nhấn chìm thi thể của loài người. Ngay lập tức Noe hiểu rằng trái đất sắp gặp đại họa, trước tiên mau đi lên núi tìm ông nội của mình. Vì thế Noe liền mang theo cả nhà 5 người xuất phát. Trên đường đi qua một đám người vừa bị hậu duệ của Cain giết chết, xác người nằm la liệt khắp nơi. Bỗng họ phát hiện có một cô bé bị thương nên cứu giúp cô bé, nhưng đột nhiên hậu duệ của Cain xuất hiện, cả gia đình phải nhanh chóng chạy trốn, mà đám người kia cũng đuổi cùng giết tận. Nhưng chạy qua một biên giới toàn sọ người thì đám người kia dừng lại, hóa ra đây chính là nơi của các thiên sứ bị đọa đày. Năm đó thiên sứ vì giúp đỡ loài người, chuyện tự hạ phàm bị Thượng Đế phát hiện, vì thế nên bị Thượng Đế trừng phạt, dùng bùn và đất đá trói một linh hồn lại. Các thiên sứ đành phải ở lại chưa có ngày về, nhưng hậu duệ của Cain lại muốn đuổi cùng giết tận thiên sứ. May rằng ông của Noe kịp thời xuất hiện cứu thoát bọn họ. Từ đó thiên sứ càng cầu khẩn Thượng Đế, nhưng ngóng hoài mà vẫn luôn chưa có được trở về. Lúc này Noe nói với thiên sứ, bản thân chính là hậu duệ của ông nội ân nhân của các người. Thế nên thiên sứ lập tức đưa bọn họ đến ngọn núi của người ông. Bọn họ đi vào trong sơn động tìm thấy ông nội của Noe. Sau khi ông nội biết được chuyện thì đưa Noe một ly trà. Uống xong ly trà, Noe lại chìm vào ảo giác. Hóa ra Thượng Đế muốn nhấn chìm trái đất tiêu diệt toàn bộ loài người, thế nên chỉ dẫn Noe tạo ra con tàu cực lớn để cứu các sinh vật vô tội của trái đất. Sau đó ông nội đưa Noe một hạt giống mang về từ vườn địa đàng Eden. Noe trồng hạt giống xuống đất, rồi sáng hôm sau đột nhiên một mạch nước phun lên, mà dòng nước cứ thế chảy mãi không ngừng. Rồi từ đó lập tức nó lớn lên thành một khu rừng rộng lớn. Đây chính là nguyên liệu cần thiết để làm ra chiếc tàu Noe. Thiên sứ thấy phép lạ cũng đồng ý giúp đỡ họ làm tàu. Vấn đề sức lao động vì thế cũng được giải quyết. Thượng Đế cũng thông qua dòng nước lan đi khắp nơi, thông báo cho mọi loài động vật ngược dòng tìm đến. Một thời gian dài sau khi tàu Noe đã sắp làm xong, chủng loài đầu tiên đi vào là loài chim. Động vật biết bay đi vào trong con tàu trước, mà vì số lượng quá đông nên để giải quyết vấn đề thức ăn, vợ của ông Noe đã đốt thảo dược cho chúng ngủ thật sâu giấc. Các con vật thì đều có đôi có cặp. Người con thứ hai cũng đòi ông bố phải kiếm cho mình một cô. Đúng lúc này các loài bò sát tiến tới từng tốp lớn cứ thế vào tàu. Nhưng rất nhanh sau đó hậu duệ của Cain cũng đã phát hiện ra chỗ người con thứ hai đang làm việc, thế nên bắt ép cậu ta cầm vũ khí rồi tiến về phía con tàu. Sau khi biết được chân tướng về trận Đại Hồng Thủy, Tuban nói bản thân cũng muốn vào con tàu này, nhưng Noe lập tức cự tuyệt theo đúng mệnh lệnh Thượng Đế. Nghe đến đây hắn muốn cho người lên chiếm tàu. Rất may lúc này các thiên sứ đứng ra bảo vệ, Tuban chưa chuẩn bị vũ khí nên chỉ có thể rút lui, mà hóa ra ông ta chính là kẻ đã giết cha của Noe năm đó. Hắn thề sẽ sớm quay lại với tất cả binh đoàn. Ngay lập tức Tuban về nhà tập hợp tất cả quân đội, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí và chiến giáp để đến cướp tàu Noe. Phía bên này các loài bò sát lớn cũng đã tiến đến, tất nhiên chúng đã được sắp xếp đủ chỗ cho toàn bộ lên tàu. Nhưng loài cá thì không cần mang đi vì chúng không chết đuối. Buổi tối hôm đó Noe lén chạy ra ngoài tìm vợ cho con trai, nghe thấy tiếng hét của đám người ngoại tộc, nhìn thấy mọi người ăn thịt mà lấy con mình ra đổi. Thật sự hậu duệ của Cain đều như hóa thân của ác ma. Khi con người ác với nhau thì nhân gian cũng như địa ngục. Noe mặc kệ nhanh chóng đi về làm tàu không tìm vợ cho con nữa. Nhưng người con thì cứ nằng nặng đòi vợ bằng được. Thế nên cậu ta và Noe xảy ra cãi vã. Cứ thế một mình cậu ta giận dỗi chạy đi tìm vợ. Vì cả con tàu chỉ còn một cô gái nhưng lại vô sinh, bà vợ của Noe đành phải tìm đến ông nội xin trợ giúp. Phía khác người con thứ hai không lâu sau đó đã tìm thấy một cô gái, mà chỉ dùng chút lương thực cũng đổi được sự đồng ý của cô gái này. Bởi cô gái đã bị bỏ đói lâu ngày bên cạnh nhiều xác chết. Cảnh khác ông nội biết cô gái duy nhất vô sinh, liền bí mật tìm tới mà ban phép chữa lành cho cô gái. Đúng lúc này trời cũng bắt đầu đổ mưa, mà trận mưa này được dự báo kéo dài tới 30 ngày. Tuban không ăn được quyết định đập nồi phá bát, tập hợp tất cả mọi người đi chiếm tàu Noe. Lúc này người con thứ hai đang nhanh chóng đưa vợ về,
Nhưng cô gái lại không cẩn thận lại giẫm phải bẫy, mà quân đội của Tu Ban đã đuổi tới sát phía sau. Rất may Noe xuất hiện kịp thời đưa cậu con trai đi khỏi, còn cô gái ở lại bị đám người kia giẫm chết. Đám người hậu duệ của Cain cứ thế ùn ùn xông thẳng về phía con tàu. Các thiên sứ dàn hàng ngang bao vây bảo vệ con tàu và gia đình Noe. Hết sức cản lại loài người độc ác xông đến, Noe và cậu con trai thứ hai đã thuận lợi len lỏi qua mà vào được tàu. Lúc này Tu Ban lấy súng ra bắn lửa ra lệnh tổng tiến công, lát sau đã đả thương vào người thiên sứ, sau đó dùng ngọn giáo nhọn mà đâm vào tim. Dưới sự hợp lực của mười mấy người nữa, đã khiến thiên sứ đầu tiên gục ngã mất rồi. Nhưng điều này chính là sự tha thứ của Thượng Đế. Thiên sứ nào bị đâm vào tim thì lập tức được đưa về trời. Những thiên sứ khác thấy Thượng Đế tha thứ, càng dùng tận lực để bảo vệ tàu của Noe. Nhưng dưới sự công kích hung tàn ác liệt của loài người, các thiên sứ không ngừng phải hy sinh lần lượt. Tên cầm đầu lúc này cũng đã bị gãy chân, nhưng đám người cũng đã phá thủng phòng tuyến của thiên sứ. Noe trực tiếp phải ra tay chiến đấu đứng chặn giữa của. Thằng cầm đầu khôn hơn đã lẻn vào từ cánh cửa ngang hông. Một lát sau chỉ còn lại duy nhất một thiên sứ chống cự. Nhưng đúng vào lúc thiên sứ cuối cùng về với Thượng Đế, mặt đất nứt ra phục lên những cột nước khổng lồ. Thằng cầm đầu lấy rìu đục lỗ bên hông tạo thành một lỗ. Chỉ trong chốc lát đại hồng thủy đã nhấn chìm lục địa. Khắp nơi mênh mông chỉ toàn biển nước, chỉ còn lại duy nhất gia đình Noe đi lên con tàu. Noe vào tàu đóng sập cửa lại, mà bên ngoài tiếng kêu thảm thiết của con người vang vọng khắp nơi. Bọn chúng đã trèo lên nhau thành đống như một quả núi. Không ngờ rằng Tu Ban cũng đã lén lên được đây. Người con trai thứ hai nhìn thấy nhưng không nói gì. Thế nên Tu Ban lợi dụng điều này tẩy não cậu ta, để cậu ta nghĩ rằng chính Noe là người đã hại chết người con gái của cậu. Lát sau Noe liền kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Chuyện kể rằng khi mới tạo ra thế giới, vốn dĩ ban đầu chỉ là một mảng đen tối. Thế nên Thượng Đế tạo ra ánh sáng chính là mặt trời. Ngày hôm sau liền có trái đất, sang ngày thứ 3 trái đất bắt đầu có nước, và sang ngày thứ 4 thì ngài sáng tạo ra thực vật, cá dưới nước và chim trên trời. Ngày thứ 5 toàn bộ các lục địa đã có động vật bò sát, tất cả đều cân bằng và đẹp đẽ như một thiên đường. Sau đó Thượng Đế tạo ra Adam và Eva, nhưng họ lại nghe theo con rắn ăn trộm trái cấm ở vườn địa đàng. Mà sau đó hậu duệ của Adam Eva rất nhanh chóng gây ra chiến tranh và tàn phá. Thượng Đế cho rằng loài người là nguồn gốc của mọi tội ác, thế nên mới quyết định tiêu diệt loài người. Noe quyết định rằng gia đình ông sẽ không sinh sản nữa, ai còn sống thì sẽ chôn người đã chết. Không ngờ rằng người con dâu lúc đầu vốn không thể sinh đẻ giờ lại mang thai. Hóa ra là ông nội Noe chữa thành công cho cô ấy. Noe biết được tin này vô cùng giận dữ, nghĩ rằng như thế này là phản bội lại ý của Thượng Đế. Do vậy Noe nói với họ, nếu sinh ra con trai thì để nó sống đến cuối đời, còn nếu là con gái thì lập tức giết chết. Lợi dụng điều này Tu Ban đưa giao cho người con thứ hai, rồi xúi giục cậu mang tới đám lén người bố. Chỉ có vậy mọi người mới được sống lâu. Người con này ngu ngốc tin theo lừa người bố vào trong bóng tối, để cho Tu Ban đánh lén ông từ phía sau. Cứ như vậy một cuộc đấu sống còn nổ ra gay cấn. Đúng lúc này cô gái kia cũng đã sinh sản, không ngờ rằng lại sinh ra một đôi chị em. Thế nên người con cả vì muốn bảo vệ con gái muốn giết bố trước, liền cầm gậy tới đánh trộm người bố. Nhưng thằng Tu Ban lại đánh bay anh để tranh phần giết Noe. Tu Ban nói giết xong người ta sẽ chiếm luôn vợ và con dâu mày. Vào tình thế nguy cấp, người con trai thứ hai kịp thời xông lên kết liễu hắn, bởi chính câu nói độc ác hắn vừa thốt ra đã làm thanh niên thay đổi. Ngay lập tức Noe tiến đến chỗ phát ra tiếng khóc trẻ con, cầm lấy con dao mà thẳng tay tiến đến. Người con dâu đang ôm hai đứa bé sợ hãi, Noe cầm con dao lên chuẩn bị kết liễu, không ngờ nhìn thấy hai đứa bé ông lại mềm lòng. Nhờ vậy mà dòng dõi loài người không bị tận diệt. Ông nói với Thượng Đế rằng mình không thể ra tay, thế nên vất con dao mà quay người rời khỏi. Đúng lúc này chim bồ câu cắp một cành ô liu, báo hiệu rằng bên ngoài đã có đại lục. Từ đó về sau chim bồ câu và cành ô liu tượng trưng cho hòa bình. Con tàu Noe mắc cạn trên ngọn núi Ararat tại Thổ Nhĩ Kỳ và nay đã được tìm thấy. Người con trai thứ hai cũng lựa chọn rời đi một mình. Bộ phim này được lấy từ câu chuyện tàu Noe ở trong Kinh Thánh. Cầu vồng xuất hiện là lời hứa của Thượng Đế sẽ không để đại hồng thủy xảy ra nữa. Tất cả nguyên nhân chuyện này đều là do lòng ghen ghét của Cain, vì không thể lĩnh ngộ được lời nói của Thượng Đế, thế nên mới phạm phải sai lầm. Còn các thiên sứ sau khi bị Thượng Đế trừng phạt vẫn luôn làm việc thiện ở nhân gian, cuối cùng cũng nhận được sự tha thứ, thế nên phạm sai lầm không đáng sợ. Thứ đáng sợ là không biết sai hoặc biết sai mà vẫn làm. Phim tới đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha, bye bye.